ơi, cái nước ở đây nó còn cao hơn nữa nè mọi người. Nó lên từ người tới đầu gối mình rồi. Đó, nó cao thế này ha. Cái này mà ai mà cao thì có lợi thế à. Mình hơi bị lùn nên là không có lợi thế cho lắm. Rồi. Đi cái này lội qua sông nó ghê chứ, lạnh quá. Cái này ướt đồ là chuyện nhỏ nha mọi người. Yeah, it was cold. Càng đi nó càng cao mọi người. Ướt quần luôn. Rồi càng lên đây nó càng cao mọi người. Hy vọng là nó không lên tới áo ướt điện thoại luôn á. Cầm điện thoại ra ngoài quá. Các bạn đợi mình đi qua phút này nha. Nó cao quá, trời cao luôn, nó tới đây rồi nè. Đó. Tới quần mình luôn rồi đó, thấy chưa? Nó rất là cao á mọi người, thấy ai mà cao thì có lợi thế à. Ôi da. Trời nó lạnh đó chứ. Như nước đá vậy đó. Rồi, xuống đây đỏ, qua phút đó đỏ. Ướt quần luôn. Chút mà chắc trời nắng lên nó khô. Rồi, đi tiếp nha mọi người. Tưng tưng. Đây mà mấy em nhỏ đi chắc mang tới đầu luôn á. Rồi. Bạn đợi mình xíu nha. Yeah. Đi lăn khúc mình nó khô khô mọi người. Đi kia nước quá. Các bạn đợi một phút này nha, nó hơi khó. Các bạn biết tiểu bang Utah đó là tiểu bang giáp ranh với Nevada, Colorado. Để mình đi qua đây đó. Nevada, Colorado với lại Arizona ha. Thì cái tiểu bang này là gọi là tiểu bang đỏ nha mọi người. Tức nghĩa là ở đây thống đốc bang cũng như là mấy cái người mà nắm về chính trị đó mọi người, thuộc về đảng Cộng hòa ha. Đảng Cộng hòa là bang đỏ, là màu đỏ. Còn đảng Dân chủ là màu xanh. Cho nên bang này là bang đỏ nha mọi người. Và Utah, cái thủ phủ của Utah là Salt Lake City. Thì cái chỗ đó nó cách cái Zion này khoảng 400 mile lận mọi người. 300 mấy 400 mile á. Là nó rất là xa, xa hơn nữa. Và cái đó là thành phố lớn nhất cũng như là thủ phủ của tiểu bang Utah ha. Utah thì mình hồi đó đó, cái địa phận của Utah này á là nó thuộc về của người Mexico nha mọi người. Thì Utah, Nevada với Arizona hồi xưa nó thuộc về một cái nó gọi là Utah Territory. Ouch. Trời, chắc cái đá lớn nó xém té luôn á. Dạ. Đau quá. Vừa đi vừa nói rồi xém té luôn. Thì Utah, Nevada với lại Arizona nó thuộc một cái tên nó gọi là Utah Territory, tức nghĩa là
ba cái vùng đất này hồi xưa nó thuộc về của Mexico nha mọi người. Thì các bạn biết hồi xưa đó, năm 1800 mấy, trong cái video mà về cái Zuma đó, 49 đó mọi người, vlog 49 đó, mình có nói một chút về cái chiến tranh của Mỹ với lại Mexico á. Thì Mỹ với Mexico quýnh nhau, quýnh nhau từ lưa tá lả hết trơn á. Và Mexico bị thua cho nên là bị Mỹ lấy đất luôn. Và trở thành những tiểu bang như ngày nay nha. Utah được công nhận là tiểu bang thứ 45 của Hoa Kỳ. Yeah, Utah là tiểu bang thứ 45 của Hoa Kỳ ha. Thì Hoa Kỳ có 50 bang. Nó là 45. Colorado là 38. Như bữa mình nói. Dân số của Utah là khoảng 3 triệu mấy, 4 triệu người nha mọi người. Cũng không có đông cho lắm đâu. Và từ thời xa xưa đó thì ở trong đây có những bộ tộc người Mỹ da đỏ sống ở đây. Và sau đó là năm 1600 mấy thì những người Anh, những người da trắng di cư qua đây. Cho nên là lấy đất của người Mỹ da đỏ luôn. Và bây giờ người ta sống theo cái bộ lạc của người ta thôi. Và các bạn coi nè. Ôi nước nó chảy nè. Ghê chưa? Đi cái trail này nó cũng tương đối dễ mọi người, nó có hơi lòi lõm xíu thôi nhưng mà cũng ok, không đến nỗi nào. Bạn có đá nè mọi người. Bây giờ mình rớt cái ba lô, đợi chỉnh hành trang lại mọi người ơi. Cái này á, cái chỗ này đó mọi người, cái chỗ mà cái The Narrows này đó, ở mọi cái trail khác á, khi mà các bạn đi một đường á thì mình sẽ ra tới cái trạm mà Shuttle, mình có thể lấy cái Shuttle mình đi ngược lại cái Visitor Center ha. Nhưng mà cái chỗ này á nó không có cái Shuttle nha mọi người. Cho nên là mình đi sao mình về mà phải đi ngược lại vậy đó, cho nên là nó tốn thời gian hơn rất là nhiều. Trơn mọi người. Mọi người coi nè, cái đá nè. Có bự không? Cái trơn luôn. Mình nó muốn đụng tay mình vô. Tại mấy cái khói cây này cũng đỡ lắm mọi người, chống đi không ai té nãy giờ trời lòi bản họng mình đó. Chẹo chân luôn á. Bông gân luôn á. Dạ. Không có cây này vậy nãy giờ chắc bông gân rồi đó. Utah thì cái kinh tế với cái giáo dục của nó cũng được xếp hạng cao lắm nha mọi người. Nó thua Colorado thôi nhưng mà nó vẫn xếp hạng cao ha. Ở trên nước Mỹ cái nó gọi là median income á mọi người, là median income, cái thu nhập á mọi người, thu nhập của gia đình mà thuộc về cái không phải là trung bình nữa. Median income tức nghĩa là có nhiều hộ dân á mọi người, thu nhập trung bình thu nhập khoảng 61.000 đô một năm. Tôi nói là thấp hơn Colorado ha. Colorado hình như 75-80 ngàn hay sao á. Nhưng mà nói chung là cái tiểu bang này nó cũng thuộc về những tiểu bang mà giống như là có những cái hệ thống y tế, giáo dục nó phát triển và nó tốt ha. Utah thì nó nổi tiếng là nó có những cái nơi mà trượt tuyết á mọi người, rất là đẹp. Cho nên là mùa đông cũng có nhiều người tới đây để trượt tuyết ha. Qua tới đây nước nó cao nữa rồi. Hôm qua mình đi mình gặp con nai, mọi người đứng ăn cỏ, nhìn thấy thương á. Trời ơi, sao mà qua cái nước này nó cao, đá nó cao mà cái nước này nó cũng cao nữa. Ây da. Gặp ngay chỗ mà cái nước nó mạnh nữa nè.
đi chỗ này là mình biết mình không thể nào mình cầm cái máy hôm qua được á. Mình cầm máy qua là mình thôi mình bỏ luôn khỏi quay luôn mọi người. Trời ơi nó nặng mà nó nước không à. Đợi người ta qua mọi người ơi, cái dòng chảy đang mạnh nè. Đang mạnh nó hơi khó qua. Các bạn coi nè, nước nè. Kinh dị chưa? Đang chiếu xuống cái nước cho mọi người coi cái dòng chảy nó mạnh ở cái nào á. Quay YouTube cũng vất vả nha mọi người. Nhiều khi mình đi qua mà mình nản mình muốn bỏ cuộc luôn. Mệt mỏi. Đi quay mà hồi nó quạo luôn. Quạo xong về muốn bỏ cuộc luôn. Quay nhiều cái nó mệt đó mọi người. Định nói vậy thôi, trên video nhìn nó dễ dàng thôi. Ra ngoài đi rồi biết. Đứng đến đây rồi. Nhìn cảnh ở đây đẹp không? Cái hút mày chưa hẹp lắm. Qua xíu nữa. Các bạn đi đây các bạn thấy người ta đeo cái đồ mà chống nước cho cái pouch đó mọi người. Cái phone pouch đó. Gọi là cái đồ mà cái case mà đeo để chống nước đó. Bỏ cái điện thoại vô cho khỏi ướt á. Rất là nhiều. Mình tiếp tục đi. Cái chỗ treo này là cái tự do nha mọi người. Muốn leo bao xa leo ha. Leo tới chỗ Big Screen luôn cũng được. Còn không á thì đi ngược lại. Tùy theo sức của mình thôi nha. Để mình chụp hình cái ha. À, nhìn đẹp không? Đó. Nó cao tốt ở trên luôn á. Đó. Đó các bạn thấy người ta chưa? Ra đi mình lấy nước người ta bụng luôn đó mọi người. Tùy theo cái dòng chảy của nó đó mọi người. Mình đi qua nha. Mình vẫn còn sức nên mình đi tiếp ha. Lọ ngược qua kia. Các bạn đi đi các bạn nhớ mấy hông nước nha mọi người. Hôm qua đi mình đi cái chỗ mà cái trail hôm qua đó cái press đó mọi người. Ồ con chim kìa. Chỗ đó hả? Trời ơi nó nóng mà mình khát nước mà. Cũng may là mình mang theo nước á. Nó nóng lắm mọi người ơi. Ôi da nó cao vậy. Nó cao vậy. Ây da. Ui da. Cao vậy ta. Trời ướt quần luôn. Ướt quần ướt đít luôn. Nó lạnh không có nổi luôn. Làm sao mà đi lên. Ây
đi lên đây mọi người, dưới đất nước quá. Lạnh không có nổi luôn. Để mình đổi cái máy qua cái tay khác rồi mọi người. Cầm tay hồi mỏi á. Vlog này chắc dài 8 tiếng quá. Tại vì mình muốn quay chân thật á mọi người, quay toàn cảnh luôn. Cho nên là mình quay hết cái hành trình mình đi sao luôn. Mình coi nhiều cái YouTube của người ta, thường người ta chỉ quay người ta tới cái tiểu bang đó, cái tips là cần phải làm gì. Rồi người ta tới cái tiểu bang đó, người ta nói 25 chỗ cần phải đi, 10 chỗ cần phải đi, xong người ta đưa lên cái tên, xong người ta đưa lên cái hình ảnh rồi thôi. Nó không có gì mà nó có thể là gọi là mình du lịch đó mọi người. Cho nên là khi mình đi quay á, mình sẽ làm khác. Mình quay hết luôn, hành trình mình đi xong mình quay hết luôn, mình chỉ có những chỗ mà khó đi quá thì mình không quay, chút xíu thì mình đi qua là mình quay tiếp thôi. Cái đó mới gọi là du lịch chứ. Đúng không? Còn đi cái kiểu kia thì kiểu như check in thôi. Mà quay cái kiểu mình thì nó cực hơn rất là nhiều. Như mình nói nãy giờ, nhiều khi mình nản, mình muốn bỏ, không muốn làm đó mọi người. Nhưng mà tính mình cũng lì á. Mình đã làm gì mình làm tới cùng á. Mình không bao giờ mình bỏ giữa chừng á. Giống như ngày hôm qua mình đi cái trail đó, thật sự mình rất là mệt luôn. Mình đuối luôn á, mình tưởng mình xỉu ngay chỗ tại đó luôn rồi đi chứ. Mình nghĩ là chạy xe 6 tiếng nó không mệt, nhưng mà thật ra nó mệt không tưởng luôn mọi người. Rồi, qua đây. Cho nên là mình mệt, mình đuối lắm, mình muốn bỏ về lắm đó. Nhưng mà mình cũng ráng đi hết cái trail đó. Làm YouTube này cũng vậy. Đi chơi quay lại hành trình là chính thôi. Chứ còn kiếm tiền của YouTube hả? Ơi, thôi. Nó khó hơn lên trời. Sẵn đi thì quay luôn. Rồi. Đây mọi người. Đó. Quay qua đây. Cái người mà người ta loại hết 15 mai trên đây á mọi người. 15 mai hoặc là 10 mai á. Đi lên tới Big Spring luôn á, người ta nói cái cảnh của nó cũng không thay đổi nhiều. Cho nên là mình đi giùm mình đi chút xíu thôi, khỏi cần phải đi hết 10 mai. Cái đó đi không nguyên ngày luôn, khỏi quay được cái gì khác luôn. Rồi đi tiếp nha. Giờ còn sớm mới đi tiếp thôi. Mai mình về rồi mọi người. Cho mình chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi. Utah đó mọi người biết, nó nổi tiếng, không phải nổi tiếng mà giống như là cái địa hình của nó là nó có những cái sự đa dạng nha mọi người. Nó có những cái canyons nè, hẻm núi nè, nó có những cái đồi núi nè, nó có núi nè, nó có sông nè. Thì rõ ràng nhất mình ở đây mình thấy nè, cái Zion Canyon gì đó mọi người. Đó, đây là những cái canyons đây ha. Những cái hẻm núi ở đây ha. Trong đây nó cũng có sông gì để cho mình thấy. Con sông này là sông Virgin. Sông Virgin, rồi ở đây nó cũng có những cái đá nữa nè. Đó, đá rất là nhiều. Thì cái địa hình của Utah nó cũng đa dạng như vậy luôn á. Nó có núi nè. Nó có một cái chỗ nó gọi là Great Basin, tức nghĩa là cái tiếng Việt của mình là hình như là cái hổ địa hay sao á, hay là ở chung là mình không biết tiếng Việt mọi người ơi. Nó gọi là Great Basin, với lại nó có một cái nó gọi là Colorado Plateau, tức nghĩa là cái cao nguyên đó mọi người. Thì
nhìn chung là những cái tiểu bang núi á, nó có cái địa hình rất là đa dạng ha. Cho nên nó có những cái phong cảnh, những cái vườn quốc gia rất là nổi tiếng. Bởi giờ mình đi bốn cái vườn quốc gia đó mọi người. Joshua Tree là một nè, Death Valley thung lũng chết là hai, Rocky Mountain là ba, với lại cái Zion này là bốn rồi đó. Ở Utah này nó có mấy cái vườn quốc gia khác nữa, nhưng mà cái Zion này là cái vườn quốc gia đầu tiên của tiểu bang Utah ha. Đi được mấy mai rồi, mình không có đeo cái đồng hồ, mình không biết. Mà tự nhiên chơi ngu ghê. Leo khu có nước nhiều, chảy mạnh chi vậy, cho leo khó vậy trời. Mà mình cũng chơi ngu lắm mọi người. Chẳng hạn như mùa hè mà đi bút đi Zion vậy đó. Ủa, vô đây nó mát hơn đó mọi người. Đi ngoài kia nóng đó. Vô đây do những cái hẻm núi nó khuất với mặt trời đó, nó mát hơn nhiều. Lỡ qua kia mọi người, lên cái cạn đi cho dễ, đi nước mình nó chảy. Lúc mình đi lên thì mình đi ngược dòng, lúc mình đi về thì mình đi đúng dòng xuôi dòng, cho nên là nó ok hơn, nó đỡ hơn, đỡ mệt hơn. Lên đây đợi mình xíu mọi người, mình chỉnh sửa lại cái ba lô, mình đi lên qua tới bên kia luôn mọi người. Mình đang đi trên bờ thì một điều nữa là về Utah là cái chỗ này á, cái tiểu bang này á, do nó có núi, nó có cao nguyên, nó có đồng bằng, nó có sa mạc, cho nên là ở Utah nó có lượng biển hồ, tức nghĩa là salt water lake á mọi người, nhiều nhất ở phía bắc bán cầu nha. Ủa, tây bán cầu chứ. Nó lộn. Nói chung là ở đây có nhiều cái biển hồ mọi người, cho nên cái thủ phủ của nó tên là Salt Lake City. Các bạn muốn nhiều hồ á, các bạn muốn đi nhiều hồ á, các bạn đi qua Minnesota á, cái chỗ đó nhiều hồ. Trời ơi, mọi nước lắm mọi người, lạnh quá, cái nước này nó lạnh thiệt luôn á. Tưởng tượng mà đi mùa đông thì làm sao mà lội. Trời đất ơi. Rồi mình đi lên bờ nữa này. Đây là lần đầu tiên mình đi qua Utah đó mọi người. À, hơi bị xa, chạy xe hơi bị mệt. Mình rất là ngại chạy xe. Mình chạy xe cũng được, nhưng mà mình rất là ghét chạy xe. Tại chạy xe vòng vòng đi gần mấy tiếng, 2-3 tiếng, 3-4 tiếng là ok. Chạy mà hơn 4-5 tiếng mà thôi thấy mệt rồi mọi người. Chứ mình đi đâu mình cũng đi máy bay hết á. Máy bay thì nó có cái bất tiện là mình không có đem được đồ nhiều á. Mình cầm máy này nọ, đồ nó lỉnh kỉnh á, tôi không có cầm được đồ nhiều. Nhưng mà máy bay thì nó lẹ. Và tới cái chỗ mình mướn xe mình đi thì ok. Chứ còn chạy xe thì mình có thể được để được đồ nhiều, nhưng mà chạy mệt á. Và đi qua tới Utah cái tự nhiên cái nhớ tới cái series phim vượt ngục á mọi người, Prison Break á. Hồi đó mình coi lâu rồi, như nó có 6-7 phần vậy, 6 phần.
nói về Michael Scofield mọi người. Không biết các bạn có coi cái series đó chưa ha? Series đó rất là nổi tiếng nha. Rồi, tiếp tục lọi nước nữa mọi người. Không, nãy giờ các bạn thấy cảnh nó cũng không có thay đổi nhiều ha. Cũng chỉ cái chỗ nó rất là hẹp và ở trên nó rất là cao nè. Và gió ở đây nó nằm ở chiều sâu á, cho nên là nó khuất cái mặt trời ở trên á, cho nên là tôi nói nó đỡ nắng hơn những cái trail khác á. Những cái trail mình đi hôm qua, trời ơi nó nắng tía má ơi, nó nắng mà tưởng đâu cháy da, mình trồng chín mít luôn, chậm mặt mình cái mít luôn. Đi mà không trồng là một hồi nó về nó nổi tàn nhang không luôn. Mình có tuổi rồi mấy bạn, da mình không có được đẹp như xưa nữa, cho nên là phải chùm lại. Đi. Ở đây các bạn mới biết mấy cái gift shop ở trong cái chỗ Zion National Park này đó mọi người. Khi mọi người mua thì những cái tiền đó người ta sẽ bỏ vô, người ta bảo tồn cái chỗ này ha. Thì cái chỗ này hàng năm nó cũng có được tiền của chính phủ cho nữa. Qua chỗ này mà ơi, cái này hơi khó nè. Đá trơn quá trời luôn. Rồng rêu nó bám ở dưới hay sao quá trơn. Ây da. Ow. Sorry. Trời đất ơi. Đá gì đâu mà nó trơn. Trời đất ơi, nó lạnh thiệt đó mọi người. Thì không biết mọi người có xem cái series Vượt Ngục chưa ha? Chắc là nhiều người xem rồi, tại nó hơi nổi tiếng á. Hồi đó mình coi, hả? Mình bị ghiền á mọi người. Mình coi sáng ngày, tối ngày sáng đêm luôn. Khỏi ngủ luôn. Thật ra hồi còn xưa còn đi học á, mỗi lần mà nghĩ tới spring break hay nghỉ summer break á, là mình coi phim. Coi phim đó là mắc ghiền luôn á. Mà cái phim đó mình thấy á, chỉ có phần 1 hay nè, phần 2 tạm ổn, phần 4 cũng được, phần 5, phần 6, phần 3 thì cũng hay lắm. Có phần 1 là hay nhất. Thì cho những các bạn nào mà chưa coi phim đó á, thì cái phim đó nói về cái một người nhân vật chính tên là Michael Scofield. Thì cái ông này á, hồi xưa đó, lúc còn nhỏ đó mọi người, hình như bị cha bạo hành hay sao á, cha hay mẹ bạo hành á, cái lúc nào cũng nhốt trong cái chỗ tối á mọi người, nhốt trong cái chỗ tối á, giống như là khi mà mình vô cái chỗ tối á thì cái mắt của mình á nó sẽ trở nên nó sáng hơn, mình sẽ nhìn được thấy nhiều cái sự vật mình không thấy được, với lại cái tai của mình nó sẽ lên thính hơn. Thì Michael hồi nhỏ bị giống như bị ba bạo hành hay sao á, cái ngồi trong đêm tối riết rồi cái tai nó nghe được nhiều thứ nữa ha, rồi cái mắt á thấy được có nhiều thứ hơn, thấy rõ hơn, cho nên là cái đó là một dạng cái nhìn chính đó, Michael á dạng giống như là bị tự kỷ á mọi người, một dạng của tự kỷ á, nhưng mà một cái dạng mà là một cái dạng tự kỷ thông minh á, là ngàn người mới có một á, trăm người mới có một, hay là triệu người mới có một á, là trong cái não á có thể nhớ được những cái chi tiết rất là nhỏ, gọi dạng như là photographic memory á mọi người, dạng rất là nhỏ luôn. Mình đi qua đây đã. Và sau này á, khi mà lớn lên á, một cái dạng mà photographic memory với là cái khả năng đó giúp cho anh ta rất là nhiều. Thì anh cùng mẹ khác cha của Michael là giống như là bị người ta hãm hại á mọi người, vu oan á, là bị gài cho cái tội mà giết người á. Mà hồi đó ở bên Chicago á, cái bối cảnh của cái phim đó ở Chicago, thì ở bên Chicago cái tội tử hình nó có nha mọi người. Ở Mỹ này có nhiều cái tiểu bang á, cái luật nó khác nhau nha, nhiều bang nhưng mà cái luật nó hoàn toàn khác nhau, có tiểu bang có tử hình, có tiểu bang không có tử hình. Thì ở Chicago nó có, thì anh của Michael á là Lincoln, thì cái ông này ổng bị như bị người ta hãm hại á mọi người,
nó như là mấy cái mưu đồ mà chính trị á, đại khái là vậy á, hãm hại xong mày bị bắt vô tù, mặc dù là không có giết người, bắt vô tù xong mày là phạm nhân mà chờ tử hình đó mọi người. Các bạn thấy nước bên kia chảy ra không? Cao chưa? Thì phạm nhân, ông này ông là phạm nhân chờ tử hình. Thì Michael một lần vô tù mới hỏi anh của Michael là anh có giết người không? Nói thiệt với tôi, anh có giết người không? Thì cái ông Lincoln ông nói là không, tao không có giết người. Anh không có giết người. Anh không có bắn người ta chết. Thì để mình quay đã. Thì Michael á, ổng tin anh của ổng, cho nên là ổng mới lên kế hoạch, ổng đi cướp nhà băng nha mọi người, cướp ngân hàng á, cướp ngân hàng xong rồi để được nhốt vô trong cái tù chung với người anh của mình luôn, để tìm cách giải thoát ra. Và cái bản đồ cái bản đồ mà ở trong nhà tù á, không thể là đem vô tù được, cho nên là Michael đi xăm kín người luôn, đi xăm nguyên cái bản đồ ở trong nhà tù để vô người luôn, tại vì không nhớ hết được á, đi xăm lên người. Và cuối cùng vô thì lúc đầu là tưởng có hai người để trốn thoát thôi, với lại một cái người mà gọi là cellmate, tức nghĩa là người là bạn tù á mọi người, là tưởng chừng có ba người để trốn thoát vượt ngục thôi, mà cuối cùng làm sao mà dẫn nguyên một đầy bầy đàn luôn trốn thoát luôn. Các bạn phải coi cái phim đó các bạn mới thấy là cái sự thông minh của Michael như thế nào. Và các bạn có thể thấy là cái biên kịch, cái người mà viết cái series đó, người ta thông minh đến cỡ nào. Coi mà không phục á mọi người. Rồi, đi qua đây tiếp nha. Và ở phần 2 á, tại sao mình nói là U-turn, là tại ở phần 2 á, thì trong cái đoàn mà vượt ngục á, có một cái ông mà cái ông lính hồi xưa lái phi cơ. Thì ông đó hồi xưa ông lái phi cơ sao mà ông thảy 5 triệu đô xuống ngay cái vùng sa mạc của Utah đó mọi người. Thì ông đó cũng là một trong những người mà đi vượt ngục luôn. Thì ông muốn vượt ngục là tại vì ông muốn đi ra thăm con gái của ông bị chết đó mọi người. Thì ông vượt ngục ra luôn, nhưng mà ông không có vượt ngục được, tại vì ông chết trên cái đường đi vượt ngục ha. Thì ở phần 2 đó là cái nhóm của Michael đi qua bên Utah này nè, để đi tìm để tìm kho báu, để tìm cái 5 triệu đô đó. Cho nên là đi Utah thì mình nhớ tới cái phim đó ha. Các bạn nhìn làm đẹp không? Chắc mình đi chút nữa mình đi ngược lại quá. Rồi, mình tiếp tục đi lên trên nha. Cho nên các bạn nào mà chưa coi cái phim đó đó, nên tìm cái phim đó coi ha. Hồi xưa cái phim đó nó có trên Netflix á, mà bây giờ nó không có đâu mọi người ơi. Nó remove ra rồi, bây giờ chỉ có trên Hulu mới có thôi. Nên muốn coi lại cũng không coi được nữa. Đêm nay đứng quay mọi người đẹp không? Nhìn đẹp không? Đó. Thấy không? Người nhiều quá, không thấy được. Nhưng mà không, mình đi ngược lại. Không ai đi ngược lại mà đi tiếp. Nước ở lên đây dính cát không? Có đất của nó nè, đất cũng vàng nữa. Thì các bạn biết mấy cái chất đá này nè rất là nhiều cái đá trong cái Zion này là nó làm bằng cái đá sa thạch, tức nghĩa là sandstone. Thì cái đá này nó có cái màu đỏ này nè mọi người.
Và từ đây á mọi người mình có thể đi lên Grand Canyon luôn nha. Mình đi quay rồi mọi người. Cái nước nó cũng hôi nữa. Hôi cái mùi táo, mùi rêu hay sao á. Tuy nhiên nghe nhiều thứ tiếng khác nhau mọi người, tại vì chỗ này chỗ du lịch á, người ta đi nhiều. Đi quẩy thì vất vả mọi người. Leo núi như điên á. Mình đi tiếp nha. Nãy giờ mình đi cũng được là mình tới đây là nào ta? Tới đây hả? Chắc cũng được 2 tiếng rồi đó. 7 giờ mấy gần 8 giờ hả? Giờ gần 10 giờ rồi. Đi lên 2 tiếng, đi giờ 2 tiếng đó mọi người. Mình đi thêm 1 tiếng nữa nha. Tới khoảng 10 giờ. Bây giờ là mấy giờ ta? Để mình coi coi. Mọi người đợi mình xíu. Bây giờ là 9:23 thì mình sẽ đợi xíu nha, mình coi lên. Bây giờ là 9:23 thì mình sẽ đi tới 10:23, 10:30 đi, mình đi ngược lại. Đi ngược lại cũng 2:30 là tới 12:01 giờ nha. 1 giờ mình đi ngược lại được rồi, xong mình đi ăn trưa. Đi ăn trưa xong rồi mình đi chả đồ, đi chả mấy này là tại nó ướt rồi chả. Xong mình sẽ đi tiếp mấy cái trail khác rồi sau đó đi về. Thấy nãy giờ cái cảnh của nó cũng không có đổi nhiều ha. Nó cũng chỉ là cái canyon như vậy thôi. Ai mà thích leo núi chuyên nghiệp á thì người ta có thể leo hết 10 mai luôn. Các bạn xem nhớ like, để lại bình luận nếu muốn, share cũng như là subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn rất là nhiều. Nhiều khi mình nản không muốn bỏ không muốn quay mọi người, cho mọi người cho mình có xíu động lực đi. Để mình đi quay tiếp. Đi du lịch thì dễ, đi quay mới khó. Oh.
Mới rồi mà nãy mình đi 3 4 tiếng thì cái cái vlog cái phần này chắc 3 4 tiếng luôn, không hai hai tiếng mấy 3 tiếng chắc cả đó. Phải có nhiều đoạn khó mình đi qua không được thì mình dần quay để mình lội qua rồi mình quay tiếp. Này giống như mình đi vô mấy cái chỗ mà giống như là chơi cái chuyện mà sinh tồn mọi người, cái gì đó. Bạn coi nè, đó, thấy chưa? Đó, cái hẻm núi nè, thấy không? Cao không? Mình đang đứng ở trên mình quay xuống á. Đi không nhìn hồi té lội giò. Đẹp chưa? Mình đi tiếp nha mọi người. Nãy giờ cũng chưa có tới cái chỗ mà hẹp nhất đâu. Mình mới nghe người ta nói á, chưa tới. Còn thêm tới ngày mai nữa. Mai rưỡi nữa. Như mình dự đoán luôn, tới 10 giờ rưỡi là xong. Tới chỗ đó mình đi quay lại. Mình không có đi thêm nữa. Tại vì quay lại cũng 2 tiếng mấy đó mọi người. Người ta leo cũng lẹ cơ ha. Cặp leo mà giờ người ta xuống rồi. Có người nhảy từ trên đá xuống sông luôn mới ghê. Mình đi trên cạn xíu đi. Chứ khi nước quá. Cái nước nó lạnh chân á. Mà nó không có cái đường đi mình mới xuống nước. Rồi xuống nước tiếp rồi. Thấy chưa? Người ta lên rừng xuống biển còn mình á. Lên bờ xuống sông. Cái nước nó lạnh thiệt luôn á. Lên dốc mọi người coi kìa. Đây. Hôm qua với sáng, hồi sáng chứ, hồi sáng với hôm qua mình cũng có nói đôi chút về cái Angel Landings. Mọi người đợi mình xíu, để mình lên đây nè. Leo dốc lên rồi nó không nổi nữa. Trời ơi. Ôi da. Hồi sáng mình có chiếu ngay cái chỗ mà Angel Landings á. Cái đó là trạm số 6 nha mọi người. Nó gọi là The Cradles. The Cradle hay là The Cradles gì á. Thì cái chỗ đó như qua mình đã nói, các bạn muốn đi các bạn phải xin cái permit, nó gọi là cái lottery system, tức nghĩa là xổ số mọi người. Mình lên trên cái website của National Park Services á, nps.gov. Mình nó có cái ngày nha mọi người, mình muốn đi cái ngày nào mình phải enter vô cái lottery ngày đó ha. Và cái giá của nó là 2 đồng nha. Để được vô cái lottery đó thì phải trả cho nó 2 đồng.
Rồi nếu mà được chọn thì nó sẽ gửi cho mình cái permit ha. Còn nếu như mình không có được chọn thì mình không có được đi. Rồi, đó là một cách ha. Đó là trước khi đi mình sẽ apply cái đó. Cách thứ hai là khi các bạn vô tới đây rồi, nếu các bạn ở đây 2-3 ngày thì ví dụ như ngày hôm nay các bạn có thể đợi tới chiều và các bạn có thể thử một lần nữa coi mình có được cái permit đó hay không thì mới đi vô được ha. Tại vì sau Covid á, cái chỗ nó không cho mình lên nhiều. Thứ nhất, thứ hai là do cái chỗ nó hẹp á mọi người, nó vừa cao mà nó vừa hẹp á, cho nên là nó không có cho nhiều người lên cùng một lúc được. Cái đường đi nó rất là hẹp mà nó là hai chiều. Thì các bạn thấy cái hẻm núi này nè, thấy không? Cái Angel Landing nó cũng vậy, nó leo tuốt trên cao luôn á, tuốt trên cao nhìn xuống chụp hình xuống á mọi người. Cho nên là cái đường đi của nó 2 chiều mà nó hẹp nữa, và nó không có cái rào bảo vệ, nó chỉ có một cái sợi dây xích thôi. Mình đi mình phải dính vô cái sợi dây xích đó, mà nhiều khi người ta đi nhiều quá, người ta dính nhiều quá không còn chỗ cho mình dính nữa. Mình đi ngoài là nhiều khi mình bị té xuống là mình chết luôn á mọi người. Nên cái chỗ đó rất là ghê ha. Cái chỗ đó là giống như là cái chỗ leo núi mà nổi tiếng nhất ở đây, là mạo hiểm nhất, và cũng giống như là nó rất là cao nhất ở đây luôn. Không phải cao nhất mà giống như là mạo hiểm nhất á. Cho nên có nhiều người muốn tới đó ha. Ai mà như mình là có không, ai mà không leo núi chuyên nghiệp thì không nên đi đâu. Như mình là mình không có đi. Tại mình đâu biết leo núi chuyên nghiệp đâu rồi. Anh cao rồi lỡ mình té xuống rồi sao. Cho mình đi cái dễ dễ thôi. Cái Narrows này nó cũng tương đối dễ đi, ngoại trừ mình phải đi xuống sông thôi mọi người. Không còn cách nào khác. Nó không có trail. Người ta không có làm cái trail hay sao đó. Đó, bây giờ qua khúc hẹp này nè, thấy chưa. Lúc đầu mình đi đây đó, mình đọc lên mạng, mình đọc mấy cái hướng dẫn đó mọi người. Mấy cái trail nào mình nên đi á, mà người ta để không có rõ. Người ta để nó không có rõ cho nên là mình hơi bị confused, mình hơi bị giống như là phân vân á, hơi bị giống như không biết đi sao á. Khi mình vô tới đây rồi mới biết á. Cho nên là mình chia sẻ kinh nghiệm với mấy bạn nha. Các bạn vô đây trước tiên là vô cái visitor center, phải đi sớm nha, để có được chỗ parking free. Sau đó lấy cái shuttle, cái Zion Canyon Line, và đi từ đó đi tới những cái điểm đến nó có 1, 2, 4, 6, 9 hay sao mọi người, mình quên cái tên, mình quên cái hồi nãy rồi. Các bạn xem lại cái đầu video mình có để, mình có chiếc cái like á. Thì trên tầng cái like nó sẽ có cái điểm đến cho mình, và mình muốn đi hai chỗ nào thì mình sẽ đi xuống cái chỗ đó nha mọi người. Cái shuttle ở đây nó chạy từ tháng 2 cho tới tháng 10 ở trong đây á. Nói chung là xuyên suốt luôn. Và trong lúc mà cái shuttle nó chạy thì nó sẽ xong cho xe mình chạy đi nha. Ở đây có một cái con đường nó gọi là Zion Scenic Highway. Cái đường mình chạy nhớ cái cảnh rất là đẹp, nhưng mà thường là nó sẽ không có cho mình chạy xe vô, trừ khi nào mà cái shuttle nó không chạy á, nó mới cho mình chạy xe vô thôi, chứ còn ngoài ra là không có nha mọi người, hoàn toàn không thể chạy vô được ha. Ra đứng ghi tên chụp hình này. Mình đi lên đây thôi, cái đoạn nó hẹp rồi nè. Đây là một trong những cái điều mà nó khác, nó tương đối khác với những cái vườn quốc gia khác ha. Vườn quốc gia khác thì thường mình chạy tới cái điểm hiking trail thì mình đi bộ xuống mình đi thôi, rồi mình ra xe ha. Còn đây phải đi, tất cả mọi thứ đều phải đi bằng cái shuttle. Và ở đây một điểm khác biệt nữa là mọi người, ở trong đây những cái vườn quốc gia khác chẳng hạn như Death Valley với lại cái Joshua Tree, mọi người hoàn toàn không có đồ ăn nha, không có bán đồ ăn, nước uống cũng không có gì hết á. Nhưng mà trong đây có nha, trong đây có rất là nhiều nhà hàng luôn á. Ngon hay không thì mình không biết, tại mình không có ăn trong đây, nhưng mà chút nữa ăn sẽ biết.
chân mình nước không? Là mình chuẩn bị leo về được rồi đó mọi người. Thì mấy cái núi này đẹp không? Các bạn thấy Zion với lại Sao như là Rocky Mountain rất là đẹp hơn. Mình thấy hai cái đều đẹp như nhau. Rocky Mountain thì mình đi vào mùa đông á thì nó đẹp hơn, tại nó có tuyết á. Còn Zion thì mùa hè thì nó đẹp nè. Ở Việt Nam mình cũng có vườn vườn quốc gia hả các bạn ha. Mình nhớ là vườn quốc gia Ba Vì nè ở ngoài Hà Nội ha. Rồi hình như là vườn quốc gia Cát Tiên Sa hả? Cát Tiên hả? Cát Tiên Sa là công ty chứ lộn. Của cái gia Cát Tiên hả? Không rõ mọi người. Không rành địa danh. Ui dạ, lạnh quá. Rồi, chắc tới đây thôi mọi người ơi. 10 giờ rưỡi chưa? Đi ngược lại thôi. Chín giờ 42 rồi. Tới đây chắc là điểm dừng thích hợp rồi đó. Đó, nó hẹp rồi chưa? Nó hẹp không? Nhìn nó mỏng không mọi người ha? Đó, các bạn thấy cái hẻm không? Đó, cái hẻm núi nó hẹp không? Ở Utah thì nó cũng có cái nó gọi là Slot Canyon đó mọi người. Slot Canyon là những cái hẻm núi nó thẳng đứng rồi mặt trời chiếu xuống á. Rồi hai bên của nó là đá đỏ, đá màu đỏ nha. Rất là đẹp. Nhưng mà cái chỗ đó cách chỗ này tới 4-5 tiếng gì lận. Ở 2-3 tiếng chứ lận. Chứ mình không có đi tại nó hơi xa quá. 2-3 tiếng chạy thêm nữa là mình về nhà mình có chạy tới 7-8 tiếng. Dạ, xa quá. Rồi. Nên coi mình đã đi tiếp thôi nha. Mình quyết định đi thêm chút xíu nữa mọi người. Nó còn sớm không sao. Trail này tương đối dễ đi nha mọi người, nó dễ đi, nó hơi lọi lõm xíu thôi, nó dễ đi, không có leo dốc nhiều, chỉ có lạnh thôi. Đi nhưng mà hồi đi mình đi ngoài nắng nó cũng khô quần áo mà. Max was right. It was exactly where I did the fast part. In the water? Yeah. And look. Hey, you in the water? Yeah, it was in the water. No, it works fine. They're like waterproof up there. Huh. I still don't know how you found it in the water. It wasn't that deep. It was like... It was like, let's say, like... Put in the bag of rice and really? And I absorbed it. And it was warm. I
Đi qua đi nha mọi người. You can pass me this way. You can pass me this way. Okay, thank you. Mm-hmm. Yeah, you can go ahead. Trời ơi, nó hơi khó lên đó mọi người. Chờ người ta qua mình trước đi. Chào tao qua. Cái này, mấy cái này ở đây giống như thuốc bích mình mọi người. Đây người ta đứng lại cũng không cho nữa. Đi phải từ từ chứ. Đi hồi nó té lòi bản hộm bây giờ. Mọi người, nước nó lạnh á. Nhìn mấy cái hàng bên kia kìa. Rồi, đi qua tới khúc kia đi về nha. Hồi nãy nha. Đi nãy giờ cũng xa lắm nữa. Yeah. Lên cái đá này cái hoành lại. Yeah. Cái chỗ mà đông đông người đứng á, mình hoành lại. Có nhiều người đi tiếp nên mình thôi mình đi hoành lại mọi người.
vào tới cái đá là nghĩ vậy. Quay lại nha. Chút xíu nữa nè. Đi ngược lại nó nhanh hơn là đi lên á. Lại đi xuôi vòng. Qua tới đó về nha. Sắp kết thúc rồi mọi người ơi. Ok. Qua chỗ kia kìa. Có đá nữa. Nội kêu ông leo lên tốt hơn kia luôn. Rồi. Mà tới cái hiệu hẹp rồi mọi người. Qua tới đó là đi về nha. Lên trên cao đó quay xe nha. Quay xe. Xuống nước nữa rồi. Wow, lên tốt trên cao luôn mọi người. Cái balo nó tột quay à. Lên nha. Cao dữ vậy. Trời đất ơi. À, nó kêu mình đó, không được xả rác á. Không được bảo vệ. Rồi, lên tới đây là em quay xe.
Rồi, đứng trên cao quay xuống xíu nè. Dạ, tới bụng luôn đó mọi người. Bên kia mấy cái núi nó cũng vậy thôi à. Cũng không có thay đổi gì nhiều á. Đang đi với mấy đá là có rớt xuống rồi nè mọi người. Chắc không đâu ha. Cầm mấy gậy này tưởng đâu mình đổi nghề chứ, làm ban chủ cá bang nhé. Đệ tử của Hồng Thất Công ha. Oh, ok. Ok mọi người. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay xe nha. Tới đây thôi. Cho nên nó cũng giống như đây ha. Ồ ồ. Bên kia cái hẻm của nó hẹp rồi. Hẹp ơi hẹp kìa. Qua bên đó nha. Rồi xong rồi quay xe. Kia là cái hẻm nó hẹp nhất à. Mà tới đó thôi nha. Trong mấy cái đá này có mấy cái hang á. Mọi người thấy không? Đó. Tiếp qua đây. Thôi mình xuống sông mọi người. Mình bứng như đó đâu. Nó đó cao. Nước nó lạnh thiệt. There's a rock right here, just be careful. Thank you. That is your chân mình đau quá mọi người. Cơ nó giãn nó bắt đầu đau rồi đó. Rồi. Cái chỗ đó là hẹp nhất luôn á. Ok kìa.
Cái chỗ hẹp nó gọi là junction đó mọi người. Junction đó là cái chỗ mà cái điểm mà nối á. Rồi. Đi qua khúc đó là em quay xe. Giờ cái tay mình cũng đau nữa, cầm cái cây nó đau nữa. Đây nè mấy người, các bạn thấy cái hẻm nó hẹp không? Đó. Cái chỗ này là cái chỗ hẹp nhất ở trong cái vườn quốc gia này đó. Rồi gió thổi lạnh đó mọi người. Cảm khu này thì lạnh, nước ở dưới chân thì lạnh. Gió thổi lạnh nữa. Tại nó không ánh mặt trời á. Nè coi nè, nó hẹp vậy nè. Mặt trời đâu vô được đâu, nó lạnh. Nó mát hơn. Cái này đi mùa đông lạnh lắm đó nha. Mọi người, cái ngôi mình này nó hẹp không? Có xíu rồi, nghe chưa? Người ta đi hơi bị nhiều á, mình quay tàn trúng đầu người ta không? Rồi thôi mọi người, mình đưa tới cái điểm này thôi, là cái điểm hẹp nhất trong đây rồi đó. Tiếp tục nó hẹp như kia hẹp nữa kìa, đó ha, đó thấy chưa, mình đi qua kia mình quay nha.
mấy bạn thấy nó heo không? Đứng lên đá mình quay nha. Đó. Đó, thấy nó heo không? Xíu à. Đó. Rồi, tiếp tục qua cái hẹp, cái điểm hẹp đó nha, rồi đi về nha. Đi về mà quay ngược lại. Cũng sắp 10 giờ rưỡi rồi. Nhìn cái hẻm núi không? Ghê chưa? Dạ, nó lạnh. À, các bạn thấy mấy cái hẻm núi nữa ha. Rồi, tới ngã ba rồi mọi người. Có cái đường rẽ qua đó ha. Rồi mình đi về. Quay ngược lại. Quay xe. Quay xe. Mình tới được cái junction này. Quay xe. Quay xe hả? Các bạn thấy không? Cuốn trong kia luôn á. Đó, mọi người thấy không? Cuốn trong kia luôn. Rồi đó nha. Thôi cái gió hẹp đó nha. Đó, cái chỗ này cho hẹp nè. Đó. Chỗ này quay đầu được rồi. Gió lạnh quá, gió lạnh quá. Đó mọi người, đây là cái chỗ hẹp nè, thấy không? Đó mọi người, thấy không? Thấy chưa, hẹp chưa?
cái vô chặn lại cái thằng kia kéo lọt leo qua kìa, ghê chưa. À, mấy bạn thấy không? À, người ta còn đi tiếp qua kia thấy không? À, người ta còn đi tiếp qua đó đó. À, thôi mình quay xe mọi người ơi, cái đó là quá xa rồi. À, mọi người thấy là thấy không? Trời ơi, cái hẹp đi chưa? Cảnh ở ngoài này thấy chưa? Rồi thôi mọi người ơi, mình đi ra ngược lại nha. À, thì cái đoạn đường ra nó cũng sẽ giống như cái đoạn đường vô thôi. Thì bây giờ mình sẽ quành ngược lại trở ra. À, mình sẽ không quay cái đoạn ra tại nó giống như đoạn vô á. Cho nên là mình hẹn mọi người.